À, con chào cô Tư. Trời. Thì được sự chia sẻ của các anh em và biết được cô Tư ngày xưa bị trả nghiệp do mình sát sanh quá nhiều. Thì cô Tư có thể chia sẻ lại từ đầu câu chuyện lúc mình làm nghề năm mấy và từ khi nào mình có duyên tới Phật pháp và mình quay đầu trở lại để không có sát sanh nữa. Dạ thưa cô Tư Tôi ạ. đi về ở tại chỗ Phú Cường, là tại chỗ Núi Nhọn, là ở Tịnh Biên đó, là năm 98 ha. Năm 98 là qua 2002 đó, là ở trên rảnh là miên đồ này kia nó xuống, là tôi bán vải, tôi đi mua vải trên Campuchia, tôi bán một ngày cũng lời cỡ 2 triệu. Mà tôi chơi ít, lúc đó cũng như xui khiến làm sao á, nhỏ con gái nó thâu chồng, cái tôi mới về, tôi mới mở cái sân banh. Mở sân banh là tôi bán, tôi mở cho nó, cho anh ta đánh banh đồ này kia nọ, cho nó lấy tiền với có người này kia cho nó vui, đừng nhớ chồng nó, tại thằng chồng nó cũng không được tốt, thành ra mình cũng muốn cho nó chia tay nó. Rồi thì bắt đầu ra cái sân banh, cũng từ cái sân banh đó đó, rồi bắt đầu tôi mới treo võng tùm lum cho người ta vô, người ta đánh banh cái anh, các anh chị em rồi mấy người làm việc đồ, người ta đi vô rừng. Lúc đó là ở trong rừng đó, nó có cái dự án là làm cái gì sinh thái nè. Đúng rồi, thành ra là mấy ổng đi ra đi vô, đi ra đi vô, rồi cái mấy ổng ghé đó coi đá banh, rồi mấy ổng ở đó, mấy ổng ngủ nghỉ đặng mà nghỉ mát luôn, nằm võng gà mình thả tùm lum đó. Cái mấy ổng kêu bà Tư ơi, thôi giờ mặn con gà nấu cháo đi, nhiều thì nhiều, anh em tôi đói. Giờ mình gà lúc đó thì ở ngoài chợ nó có 50 ngàn ký à, mà mình mần con gà tính 70 ngàn ký, người ta cũng chịu ăn. Rồi hỏi chứ giờ bắt đầu con gà thì thiệt nha, cái nào nói thiệt, con gà 70 ngàn rồi tiền gia vị đồ này kia nọ, chạy ra cái nồi cháo 250, 250 vậy đó, tính tới nhỏ lớn gì cũng tính tới. Thành ra mới đầu làm hai con cái giết ngồi cái bốn con giết ngồi, cái người ta đồn tới nói tờ ơi bà Tư bà nấu cháo ăn gì mà nó ngon cực kỳ luôn. Cái viết cái từ 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 cái người ta đặt mình đem về nhà, rồi từ 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 cái thấy người ta lợi, người ta kêu thôi bán bia đi. Cái giờ đó bia Sài Gòn chai á, mua bia Sài Gòn chai về bán cho người ta nhâm nhi, viết càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều, ham quá nghỉ bán vải. Bán vải ngày là 2 triệu đó, nghỉ bán vải bắt đầu đi mua gà về bán. Bán đệ ơi, các cổ nói thiệt với đệ đó, giờ tôi báo lên với anh chị em nha, nếu mà ai có cái tánh như tôi thì tự thất cười, nhưng mà cũng đừng có cười sao mà bà Tư vậy mà bà còn kể. Tại vì tôi thương huynh đệ, thương huynh đệ xa gần cho nên tôi kể, chứ nếu mà tôi không thương là tôi không kể đâu, tại tôi coi như con một cha. Ta nói hả, cắt cổ mà thấy ham luôn, cắt cổ gà mà thấy ham luôn, cắt như vậy đó là miễn bắt hôm mà ai vô kêu cắt cổ là bắt đầu là nhốt, là mạnh vợ chồng cắt một lượt là cả chục con, chứ không phải cắt một lần một con hai con. Tại vì chút xíu nữa là khách ào ào lại cắt lầm lâu, cho nên bây giờ hôm mà cắt một cái đó, là bên đây tôi con ổng con rồi lính, là lúc đó là bán đâu kịp đâu, là cho hợp đồng, cho đi hợp đồng hết trơn vô làm tiếp. Mới bằng đầu là 2 đứa, từ từ 4 đứa, từ từ 6 đứa, từ từ 10 đứa lính đó, 12 đứa trong quán, 12 đứa lính trong quán đó. Còn trong gia đình mình là riêng, rồi tôi với ổng rồi này kia là riêng, là cắt cổ là nó cầm theo, cắt quăng ra, cắt quăng ra, cắt quăng ra vậy đó. Nó rồi bắt đầu 5 con, 10 con giết, rồi 15, 20 con giết, rồi 30, 40, mà cắt ham lắm. Tới chừng nó ngay đi cũng cái ngày giờ của mình nó đã hết. Cho nên cái sự giác ngộ của mình, nếu mà giác ngộ là tự nhiên tôi không có giác ngộ. Nếu mà tự nhiên là tôi không giác ngộ. Nói thiệt với quý vị là vẫn còn ham tiền, bán một ngày mấy triệu, khách đông lắm. Một mâm là lời 200-300 ngàn, là Lúc một đó cái tiệm của mình có tên hiệu gì không cô có Tư? vườn đào tà lá, Dạ. vườn đào tà lá có danh sách, có hợp đồng ở huyện đồ đàng hoàng luôn, hết trơn luôn, có giấy khám sức khỏe đầy đủ hết, từng người người nấu ăn, người đứng ghi phiếu, rồi ở trong bếp người chạy bàn, người làm gì đầy đủ hết, người nào cũng phải có. Là vườn đào tà lá ở huyện Tịnh Biên nó có 2 cái vườn đào của tôi trước, cỡ 10 năm bắt đầu mới tới vườn đào 13 đó, là tôi bán 18 năm, 18 năm rưỡi nha, là tôi mới nghỉ đó, 18 năm rưỡi hả 18 cô năm Tư? rưỡi là coi như là cái ngày giờ của mình tới. Nhưng mà trước đó đó khoảng chừng 2 năm đó là tôi có cái lời nguyền,
Tôi có lời nguyền là bây giờ con thấy cắt cổ gà vì sát sanh tội quá, mà phải cắt cổ gà không sao, còn cua còn ghẹ nè, rồi còn cá lóc nè, rồi còn đủ thứ hết trơn á. Người ta ăn cái gì thì mình, nếu mà hai ba người đòi là mời mình đi mua cái đó đem về đó. Nhưng mà rất tiếc vì khách ngộ lắm, người ta không ăn, người ta có tiền người ta không ăn đồ ngợp đồ chết, ăn sống không à, Ăn ăn được sống cho nó tươi hả cô Tư? nó ăn sống cho nó ngon nó ngọt vậy đó, người ta ăn đồ sống không chứ người ta không chịu. Còn gà đó là bắt là cắt cổ cho người ta thấy người ta mới chịu ăn, mình để nước đá người ta không chịu ăn, để tủ lạnh người ta không chịu ăn, nói vậy đó. Thành ra từ chỗ đó mình làm như vậy là còn 2 năm nữa tôi nghỉ đó, là tôi cầu xin với cửu quyền thất tổ với ông bà. Bây giờ tự nhiên bữa nay con thấy tội lỗi quá đi, thì thôi bây giờ là dân gia hộ độ giùm cho con kiếm cái chỗ nào để con sanh cơ lập nghiệp được, cho con của con nó làm, con mới yên tâm là con buông xả đằng con tu. Nó con hứa là với Tam Bảo một ngày nào nếu mà con quy y là con sẽ buông hết, con không còn giữ một cái gì trong thân thể con, chỉ quần với áo thôi. Nó rồi con hy sinh bản thân con, nếu còn lợi bao nhiêu là con hy sinh với là chúng sanh bao nhiêu, xã hội bao nhiêu, Phật pháp bao nhiêu. Nó thì cũng lai rai nhưng mà mình cũng vẫn làm cái quý vị làm, rồi cũng hàng tháng nè, rồi rằm lớn nè, cũng đi chùa, rồi cũng thí gạo thí đồ cho ở nhà thương nha, chứ không có thí tại nhà như bây giờ. Nhưng mà ý gì đó mà bây giờ còn ảnh hưởng. Đại biết như vậy là một ngày đó đó là tôi giác ngộ, tôi mới vừa giải vậy thôi, thì đến ngày đến tháng là 2 năm sau nha, thì gặp ai cũng kêu tu hết chứ. Khi không đây nè, mới mấy bữa rày nè, tôi làm bệnh cho anh ta nè, tôi đi làm bệnh là tôi nằm ở bên đó là bấm nguyệt, trị bệnh bấm nguyệt thần kinh tọa thoát đĩa đệm là tôi trị đó. Thì hôm đó tới nay tôi nghỉ mấy tháng rồi, cái đầu cách đây khoảng chừng nửa tháng 20 ngày bệnh nhân điện quá điện rồi, tôi thấy vậy tôi bỏ không đành, tôi đi làm bữa đó tôi đi ra ngoài Cải Dầu tôi làm 2 ngày 1 đêm, cái tôi về về nhà cái bắt đầu túa lên trên Đạo Hòa, tôi lên chảnh tôi làm, cái tôi sợ cái tôi kêu về nhà làm bây giờ bà đó ngạn qua bà điểm mặt tôi liền, ý bây giờ đó bà điểm mặt liền, bà nói không có làm bệnh nữa nha, bà làm bệnh nữa là không có được nha bà Tư. Bây giờ tôi muốn nói chuyện với bà nhiều lắm mà tôi không biết sao tôi nói. Thôi bây giờ bà cho tôi số điện đi, tôi xuống nhà bà tôi nói. Nhưng mà ngày hôm qua lấy quay rồi không có cho số điện, tại giữa mình với bà làm như thiếu cái nhân viên hay gì ha. Nó thì tôi kể cho quý vị nghe, khi tôi giác ngộ khoảng có chừng 3 năm đầu cũng không tại gì, ai gặp cũng kêu thôi đi, nghỉ đi tu đi chứ bà sát sanh quá. Rồi cũng có người nghe, bà sát sanh bao nhiêu mà bà sợ, người ta còn nhiều hơn bà một ngày một đêm, một xe hàng. Còn bà là dùm có mấy chục con mà bà làm gì thấy ghê vậy nè kia. Cái tôi nói thôi kệ đi, tôi tại mỗi người tôi cũng bì với mấy người được. Bây giờ sao tôi lạnh sương sống quá rồi, đi tới đâu ai cũng kêu tu, ai cũng kêu tu hết trơn, nó thiệt chỉ đệ. Như vậy là tôi không cho lính tôi hay. Tới một ngày mà hôm mà tôi nói ừ bây giờ cái ngày 27 Tết, cái ngày 28 Tết đó là tôi quy y luôn đó, tôi ăn chay luôn. Là ngày 28 tôi cho lính tôi nghỉ hết, đứa nào cũng khóc hết. Sao tư nghỉ tư không cho con hay, tư nghỉ rồi con lấy gì con sống. Nó 12 đứa lính cho nghỉ hết trơn, đứa nào cũng còn thiếu 1 triệu, 500, 700 rồi cho con hết, cho hết luôn, không lấy tiền đứa nào. Tại vì đứa nào nó vô mình cũng cho nó mượn tiền về lo cho gia đình. Nó thành ra một ngày nào nó nghỉ là cho hết. Cái bắt đầu vậy thôi con ơi, tại vì tới ngày giờ này rồi, cô cháu mình, dì cháu mình là hết rồi, không có còn là ác đức nữa, thôi buông cái nghề. Tại vì mình cũng biết cái chuyện này là cái chuyện vi phạm điều thứ nhất của thầy đó, thấy không? Điều thứ nhất ta chẳng nên uống rượu cờ bạc áo phiệt chơi đàn điếm, mà bây giờ tôi đã vi phạm điều thứ nhất, cho nên thôi tôi giác ngộ rồi là tôi xin quy y. Tôi mời ông trưởng đoàn vô, ông nói làm sao mà chị cô Tư quy y, tôi nói thôi đi bây giờ là coi như là không có bán quán nữa. Cái ông nói ừ thôi bây giờ vậy cũng được, tôi con muốn nói với Tư từ lâu rồi mà con mới dám nói với cô Tư thôi nghỉ đi rồi này kia cái nọ vậy á. Bây giờ cô Tư nói vậy con mừng quá, thôi để con mời mời lại nguyên một mâm đặng mà làm lễ cho tôi quy y. Thì trong khi ngồi quy y đó khách lại ầm ầm luôn, tôi đuổi về hết trơn. Tôi nói bây giờ quán nghỉ bán, tôi treo tấm bảng mà quán tôi bán ban ngày không à, 6 giờ sáng đến 6 giờ chiều, không bán ban đêm là cho về hết. Như vậy đó là mấy ông nói công nhận cô Tư thiệt nha, bà không ham tiền ham gì,
cái tiền kiếp trước của mình tới ngày tới tháng đó là bao nhiêu vậy đó. Đó thì tôi quy y, tôi quy y 3 năm đầu không có gì trơn, không có gì trơn, ngon lành quý vị, tu rất là ngon luôn, không ai nói động tới mình. Người ta gặp mình người ta niềm nở lắm nghe, người ta thương lắm, ai người ta cũng dìu dắt mình nghe, tưng thì mình hăng hái lắm. Tới qua năm thứ tư đầu năm thôi là tôi bị đồng đạo. Đầu năm là tôi đi cũng ngay chăng cái tháng 10 này nè, là ngay chăng cái đêm mùng 10 tháng 10 là Đức Bổn Sư đó, tôi đi vô chổng là lúc đó đó, con tôi nó chở tôi đi dấp vô trong cái cây me nước ngay chăng cặp mé lộ ở ngoài sắp tức mình đi vô đó, gãy ngang đây nè, gãy chân cô Tư hả? gãy ngang đây nè, gãy gãy ngay chăng chỗ này luôn, Dạ. gãy ngay chăng chỗ này hình như là chịu cũng mấy tháng là tôi ngậu chỗ không, nó sưng nha, là con tôi ẵm ra ẵm vô, ẵm ra ẵm vô không chứ đâu có nhúc nhích gì được đâu. Thì bắt đầu qua đợt đó rồi xong, xong rồi tiếp tục tôi đi cúng. Đi cúng thì một bữa nọ không biết tháng mấy lâu quá cũng quên, bây giờ mình nhắc từ đợt thôi, đi cầu nguyện cầu siêu cho người ta đó. Thì đi lên trên chỗ Hoa Đăng, chỗ dốc chỗ vô chỗ ngay chân cổng đình Thái Sơn nè, trên chút thì đồng đạo đung tôi té xuống cái này nè, đập xuống dưới nhựa, bể cái miếng này, chiếc xe nó đập lên đây bể miếng đây, là một lần một là một lượt là hai miếng. Thì bắt đầu là tôi đứng nha, tôi nói thiệt chứ đệ nghe, nó phì nha, phì 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 phì, nó phì quá thấy phì đứng không được luôn. Thì bắt đầu trở về tôi nói với đệ từ ở dưới đó lên tới đây nè, bận quần đâu được, bận quần không được, bắt đầu con tôi nó đi chợ nó mua cái ống quần bự vậy nè cho tôi bận, chứ bây giờ đâu có bận được đâu đó. Thì đâu cũng mấy tháng, đâu cũng cỡ 2 3 tháng gì đó tôi mới đi được, đi được cũng vẫn đi cúng nữa nha, nhất quyết là trả nghiệp, mình biết cái nghiệp. Tôi đi trả nghiệp thì tôi đâu đi cúng được có 2 3 ngày, lên dốc cầu vậy nè, chạy xe luôn nha, lên dốc cầu vậy nè, vừa dốc cầu thì trả số 1 xong nó đứng đứng ngã chiếc xe, ngã xe chịu không nổi, buông chiếc xe xuống chỏi cái tay đây 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 nè, gãy cái lóng này nha, là lần thứ ba rồi nè, gãy lại nè, còn dấu nè, Dạ. nó gãy cái nguyên lóng này. Thì tiếp tục đâu được cũng 1 năm ngoài, cái con nhỏ em với xẻo nhào á, nó đi lên trên núi Cấm để mà nó giếng, tôi đưa nó qua chở ngược về bển, nặng nó ngủ với anh em người ta, bị nó qua nhà tôi chơi, về bên đây khoảng 7 giờ ngoài xe Huệ Nghĩa, chung chuyển Huệ Nghĩa nó đi, tôi sợ nó đung tôi đi, nó ép tôi lắng tôi sát lề, quất xuống một cái gãy chân này, gãy chân chỗ này nè, đưa cái cọng này nè, bây giờ nó nằm chịt bên bên, đưa cọng này nằm đây nè, cái cọng này cái miếng da này nè, đưa lên đây nè, trời ơi. bắt đầu tôi xỉu vậy nè. Thì đâu có chừng vài phút thì người ta đi lại kêu con tôi, bị cách này nhà con tôi chừng 200 300 thước à, lại kêu con tôi lại thì đem xe hồng trật tự đi xe cứu thương á chở đi ra ngoài bệnh viện. Thì sáng tôi đi xuống vị Thanh tôi bó, thì xong xuôi rồi cũng được năm ngoài cái ngày 27 Tết năm rồi nè, quất một cái gãy chân chỗ này qua bên tay phải, quất đây đưa lên đây 4 cộng 3 sườn, 4 cộng 3 sườn là một lượt luôn đó. Nghe thấy ghê vậy cô Tư. Thì mình chấp nhận. Thì bây giờ tôi nói á, anh chị em cứ việc nghe, là nghe theo tôi, anh chị nghe em cháu nghe Tư nha, thì cứ việc nghe, còn nếu không tin Tư thì thôi, đây là có hai bên dây giác. Tôi ăn chay năm nay mười mấy năm, tôi không bao giờ nói thêm nói thừa, trả nghiệp rất là đau đớn, nhưng mà thí dụ bây giờ á, mình không trả lát nữa mình mang theo sao, đúng không? Thành ra rất là vui vẻ. Gãy 4 cộng 3 sườn đây nè, 4 cộng 3 sườn nó đâm quẹo qua bên, nhưng mà hên nó không đâm vô phổi, nó chỉ nằm xuyên qua, nó lói nó đâm vô thịt thôi, còn ở trên này nó đưa lên đây. Thì như vậy là bắt đầu tôi đi xuống dưới là ông thầy đó, ông sửa, ông thầy đó hay lắm, đề tài trong vòng 25 phút nếu không liền tôi trả tiền lại cho đi. Hay Gãy dữ xương gì đó cô. Cứ việc lấy đi đi, chừng nào không được điện thoại lại ngay từ xã tiết, tôi bồi thường tiền bạc. Cái đó là tôi thương nha. Khi gãy tay gãy chân bị tai nạn cứ việc xuống dưới, tiền thuốc chưa được 1 triệu bạc, có 800 mấy chục ngàn. Thì nó gãy đây, nó đưa lên đây 4 cộng 3 sườn thì đi xuống dưới, đi đây xuống dưới bao xe đi xuống dưới. Thì trong vòng tí tắc thì liền đó, thì bắt đầu tôi cũng vẫn tiếp tục, nhưng mà không có đi chạy xe nữa, là có tài xế. Nhưng mà nhờ tại vì tôi làm từ thiện rất là tốt, mà tôi cũng không tự tin tôi làm tốt, chắc có lẽ là tôi tự, cũng như là mình tự suy nghĩ mình làm tốt cho nên chư Phật mới gia hộ. Cho nên tôi bây giờ hiện tại bây giờ tôi có
Một á là hộ lý viên, nó rất là tốt. Tôi đi làm gì nó sẽ lo cho tôi toàn bộ hết. Đi đi đâu bất cứ là nó lo cho toàn bộ hết. Đó. Cho nên á là bây giờ tôi báo lên với quý vị nè, là những cái mà tôi bị trả nghiệp nãy giờ đó. Quý vị thấy không? Cũng vừa vừa vì cái chỗ sát sanh, vì cái đồng tiền, vì kinh tế, phải không? Cho nên bây giờ á, là mình phải nhớ lại cái câu của thầy mà mình giác ngộ. Nhớ lại câu của thầy trong cái quyển năm á, cái đuôi thầy nói vậy nè: nhắm mắt cũng nắm hai tay, đâu có đem tiền của đem rày hầu non, chỉ có tội với phước hỡi còn, đến nơi thẩm phán cửa son diêm đài. Thấy không? Tội nhiều á, sa đọa nhiều ngày thảm thê, tới chừng đó mới thấy chỉnh ghê, ăn năn chẳng kịp, khó bề tính toan. Thì tới chừng đó quý vị ăn năn không bao giờ kịp. Phải không? Đời thời kỳ bây giờ là thời kỳ xả tội. Xả tội chỉ còn có một lúc. Nếu mà mình biết giác ngộ thì ơn trên xả tội liền cho mình. Mình chết được Đức Phật A Di Đà rước. Thấy không? Để sau này mình khỏi cái cảnh là mang cái thân tứ đại này nữa, để sanh tử hoài nó khổ lắm. Còn nếu mà hiện thời bây giờ mà mình không biết giác ngộ, quý vị không biết giác ngộ, quý vị cứ tiếp tục làm con đường của mình để cầm tiền trong tay, quý vị chết tới cái ngày mãn phần quý vị thành tro thành bụi liền. Đâu phải như ngày xưa mà tôi chết xuống dưới rồi tôi trả tội đặng cho người ta cắt cổ mình lại, không có, thành tro thành bụi. Còn nếu mình biết giác ngộ kịp thời thì Đức Phật A Di Đà sẽ xóa tội cho mình, ơn trên xóa tội cho mình, Phật tổ xóa tội cho mình ha. Thì từ chỗ đó tôi khuyên tất cả trong và ngoài nước, nếu anh chị em nào mà nằm ở bên cái kênh của Tài đó với em gì đó, thì lướt lên coi cái kênh mà tôi chia sẻ, thương tôi đi, thương Tư Xà Tiết đi, rồi nghe lời Tư Xà Tiết. Nếu ghét là không bao giờ nghe lời, đúng không đệ? Dạ. Thương Tư mới nghe lời Tư, còn nếu ghét Tư thì không bao giờ nghe lời Tư. Nhưng mà sự thật với quý vị, thương Tư đi, Tư đau khổ dữ lắm. Nhưng mà cái đau khổ của tôi là tôi chịu nổi rồi đó. Tôi sợ quý vị bây giờ mang cái nghề như tôi, sau này quý vị chịu không nổi. Không nổi đâu. Tôi thấy bây giờ, hiện tại bây giờ có những người mà sống cái cảnh sát sanh như tôi đó, sanh con khùng nè, cháu khùng nè, rồi mằng ăn thất bại, mằng ăn không nông nổi nè, rồi đau nhức gãy tay gãy chân nằm chỗ rồi xin tiền. Thì bà con dòng họ bây giờ người ta rất là nằm ở trong cái tổ từ thiện nhiều, nhưng ta nhỏ giọt thôi. Bởi vì cái người ta cho mình nhỏ giọt mình là do nơi mình đầy đủ nhân duyên nha đệ. Chứ nếu mình không đầy đủ nhân duyên, mời người ta lợi người ta không lợi luôn, đúng không? Dạ. Ăn bữa đói bữa no, thuốc uống bậy bạ, con cháu bỏ bê. Hồi lúc mình làm có tiền á, mình sát sanh mình nuôi con, phải không? Bây giờ mình đau ốm, con nó đi mằn hết trơn rồi. Nếu đứa nào nó có hiếu thì nó nhỏ giọt lại đâu có đủ. Đứa nào nó không có hiếu, bà đau hoài, bà nằm hoài, nằm quỷ thì sao tôi lo nổi. Lo cho vợ con tôi không được đây, không kịp. Lo cho chồng con tôi không kịp. Cái đó là mình thiếu phước. Nhưng mà mình có biết mình có đủ phước hay là không? Thì bây giờ tất cả chị em, anh em, cô bác nào, bất cứ, hay là em cháu nào, nếu sống cái nghề sát sanh, bất cứ sát sanh gì, cũng nên dừng dừng chân lại đi quý vị. Nếu hiện tại bây giờ quý vị làm một ngày 10 triệu, 20 triệu, 100 triệu, chẳng hạn như đập đầu bò nè, cắt đâm heo nè, thì có thể là một ngày vài chục triệu, phải không? Nhưng mà khi chết rồi, có nắm được đồng tiền đem theo không? Cái nút áo mình người ta còn lắc. Cái đó là cái sự tích hồi xưa tới bây giờ. Còn cái tội phước đó là hai bên ghi hết trơn rồi, phải không? Không bao giờ tránh khỏi. Tiền thì không đem theo, vàng không đem theo, cái gì cũng không đem theo được. Mà tại sao cái tội đem theo? Thì cái gì quý vị nên nhớ, cái gì mình đem theo được thì mình cứ việc đem theo, còn cái gì mình đem theo không được nên gạt bỏ hết quý vị. Bây giờ sẵn đây là tôi chia sẻ luôn quý vị, cái gì đem theo được, cái tội phước với cái phước, cái tội với cái phước. Tôi rất là thương anh chị em xa gần, thì bây giờ cũng như là không biết nói gì, thì cũng như là mình coi như con một cha với nhau. Thì ai biết được cái gì thì nên hướng dẫn em út hay là anh chị nó. Thì bây giờ tôi chỉ có cái lời khuyên tất cả anh chị em, khi tôi là nhỏ tuổi nhất hết á, mấy anh chị, nhưng mà tôi đang bị trả nghiệp trước các anh chị và trả nghiệp trước em cháu. Cho nên bây giờ tôi khuyên tất cả nên dừng lại hết. Những người người nào mà sống cái cảnh như tôi,
sống cái nghề như tôi nên dừng lại để mình tạo con đường khác, thấy không? Dạ. Tôi đó không tài ba gì, chắc có lẽ là tiền kiếp trước của mình nhiều đời nhiều kiếp, chứ kiếp này là không phải đâu. Thì cũng hên, hên khi mà một khi mà tôi vừa giác ngộ xong, 7 năm sau quý vị, 3 năm tôi trả nghiệp. Trả nghiệp tới bây giờ vẫn còn trả nghiệp. Nhưng mà trả nghiệp là trả, nhưng mà vẫn làm việc thiện là làm. Bởi vì tôi có cái tâm là tôi sẽ nghe theo lời của thầy, tôi quy y theo thầy. Thầy dặn làm tất cả những việc thiện, tránh tất cả những việc ác. Cho nên từ chỗ đó tôi nghe theo thầy. Cho nên nhờ cái chỗ đó mà tôi đã được nhẹ. Với cái lúc mà mình đau đó quý vị, là mình nghĩ rằng niệm Phật bệnh tật tiêu tan, cho nên cố gắng niệm Phật, thành ra cái cơn đau mình hình như là nó cũng xóa dần xóa dần. Đó, thì tôi cũng khuyên tất cả anh chị em bây giờ cũng vậy, hay là càng ngày càng đi tới cũng vậy, quý vị ơi, chết rồi không có đem tiền của gì theo. Sự thật ra là hiện thời bây giờ nè, Tư giả thiết không có cái gì của cải của Tư chứ, chỉ có hai bàn tay trắng rồi một cái xác thân này để hiến dâng cho xã hội, cho bà con, chứ không có nghĩ gì. Tiền của giao hết cho con, hai bàn tay trắng để đi làm từ thiện, ai nhờ cái gì làm nấy, ai cần gì giúp nấy, đi có thể là quên mình luôn. Hỏi thử tất cả như này anh chị em dưới hộ lý viên, có khi hai ngày không ăn cơm, tới chừng tay chân giò cẳng rung mà sao kỳ vậy, tới chích thuốc hay sao. Con nó nói vậy nè, mẹ không ăn gì chân, lấy gì mà mẹ không rung nó. Rồi tội nghiệp cho nhỏ hộ lý, nó đi pha sữa, nó đi làm này kia, quậy cháo quậy đồ, húp hầu tỉnh là té ra là mình mới biết là tại mình mặn quên ăn. Dạ. Yeah. Đó. Thì coi như là đúng 7 năm, 7 năm hay là 8 năm gì đó, 7 năm 7 tháng mấy là tôi đi cứu đời, tôi đi làm bệnh rồi đó. Yeah. Đi làm bệnh lai 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 lai, làm bệnh là người ta làm không chứ tôi không có làm. Lúc đó thí dụ nấu cơm cho cháu ngoại ăn. Dạ. Thí dụ cái người đó mà người ta lợi, người ta nói cô Tư ơi bây giờ tôi bệnh vậy vậy đó, bà làm ơn giúp giùm. Ủa tôi đâu có biết gì đâu mà kêu tôi năn nỉ hồi là ra tay làm. Làm rồi hồi người ta phải ru nó, rồi từ người một rồi tới từng người hai, tự nhiên ở Bình Dương Bình Chánh gì cũng vô. Nhưng mà bây giờ hết thời kỳ rồi quý vị, hết thời kỳ rồi. Nè cái tay từ bấm nguyệt đó, cái tay nó bị đôn nè, là tất nhiên mình mãn rồi đó. Dạ. Thì biết sao mà mãn không? Không phải cái gì, bị cái thời kỳ này thời kỳ trả nghiệp. Cho nên những cái người mà người ta trả nghiệp mình để cho người ta trả. Dạ. Cho người ta biết là người ta đã dây, bây giờ người ta trả. Còn mình làm là bây giờ là mình chia sẻ với những người tu đồ này kia cho người ta đỡ đỡ thương, đỡ đỡ đau, đặng người ta cúng lại niệm Phật. Còn cái người đời ngoài mình để cho người ta tự giác ngộ. Dạ. Thôi ơi, chắc tôi làm tội lắm nè, cho nên ngày giờ này tôi mới bị đau nhất, người ta uống thuốc người ta hết, mà tôi uống thuốc không hết. Ví dụ vậy, phải không? Đó. Cho nên bây giờ là tôi không nên làm nữa. Thì trong khi đó đó, tôi cũng cuối video cái clip này rồi. Tôi cũng xin đó là phiên lên tất cả anh chị em xa gần, nếu nghe được cái clip này thì cứ việc thương em đi và thương chị đi, bỏ hết, làm chuyện khác, trời xanh voi xanh cỏ, đừng đeo đắm đuối theo cái chuyện này nữa. Biết đâu á không được như tôi, không phải tôi tự phê nha. Yeah. Không được như tôi đau đớn lắm, đau mà la làng. Thử hỏi bây giờ tất cả thân thể gãy hết trơn, hai tay, hai chân, hai bả vai, rồi còn cái gì nữa mà sống, cả cái ba sườn luôn. Đó. Nhưng mà ở trong thân thể đó, tôi bảo đảm với quý vị nha, đi ra tới chợ rẫy luôn, hỏi người ta vậy, bác sĩ khám tổng quát coi tôi đau bệnh gì, hỏi đi với ai, đi với con mời lại, coi thử coi, chúc mừng cho mẹ con đi về nấu mâm cơm cúng, mẹ con không bệnh gì hết. Đi tới bệnh viện ở Long Xuyên cũng vậy. Thành ra từ chỗ đó, cái đó là cũng là cái sự mình giác ngộ thành tâm, và mình cũng hy sinh vì bà con. Cho nên mình cũng nghe lời thầy làm tất cả những việc thiện, rồi niệm Phật bệnh tật tiêu tan, niệm Phật lần lần nó tan đi chứng nghiệp. Cho nên từ chỗ đó mình vừa nghe lời thầy mà mình vừa hăng say, vừa chấp nhận cái sự là trảo nghiệp. Thành ra bây giờ thôi, tôi khuyên tất cả anh chị em cô bác đổi nghề đi, nếu ai nằm trong nghề tôi đổi nghề đi hết đệ. Yeah. Thì bây giờ là cũng nhờ quý huynh đệ cứ việc là lên clip để mà cho bà con cô bác, nếu ai cảm thấy xót thương cho Tư Xa Tiết mà gánh cái cảnh đau đớn như vậy á, thì nghe lời Tư giùm để nghĩ chia sẻ, đặng mà mình đi con đường đức hạnh của mình, phước thiện của mình.
đặng mà cho những cái chúng sanh đó đó nó đừng nó đi đầu thai hoặc là nó sống như thế nào. Quý vị ơi, mình làm nhiều người ta nuôi nhiều, mình làm ít người ta nuôi ít. Dạ. Nói cho vậy con đó. hỏi cô Tư một câu nữa là lúc thời điểm mình bán buôn bán được đó là mình làm gà một ngày là khoảng nhiêu con vậy cô Tư? Cô Tư lúc đầu tiên là cô Tư làm mới ban đầu là 4-5 con, từ từ mười mấy, từ từ 30-40, từ từ là 30-40, 40 là từ 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 cô Tư bổ đồng thôi nha. Chứ những cái ngày chẳng hạn cũng như mùng 5 tháng 5 hay là lễ nhà giáo hay là mấy ngày Tết, mấy ngày sinh nhật hay là cái này cái kia đó là một ngày 70-80. Vậy là phải có máy làm hả cô Không, Tư? làm máy người ta không ăn đâu, làm nhổ tay không đó. Nhổ tay hả cô Khi Tư? con gà mà nó hơi mềm tao cũng không ăn nữa, thành ra mình nhổ tay không. Dạ. Nhổ bằng tay cho nên con gà nó cứng nó ngon. Nó vậy đó, nhổ bằng tay không đó. Nhưng mà cô Tư làm đồ nó ngay đi cũng ngon lắm. Dạ. Cho nên là khách đông lắm. Trước khi mình muốn mình buông bỏ tất cả, mình có cái đại nguyện gì đó, mình có gặp cái hiện tượng hoặc là gặp ông cụ nào hay là một bà cụ nào làm cho mình quay đầu không? Nhiều lắm. Nhiều lắm hả cô nhiều Tư? Lắm Cô Tư? Nhiều lắm mà thí dụ bây giờ nè, Tư ngồi vậy nè phải không, là có hai người cũng là sư thầy rồi này gì đó đi lợi rồi xin tiền, rồi không phải người ta xin tiền mình, người ta bán nhang rồi cái mình mới đưa tiền cho người ta, đưa tiền cho ta mình không nhận nhang người ta không chịu, bắt đầu người ta nhận nhang, người ta bên nhận tiền, người ta đưa nhang cho mình, rồi cái bắt đầu lúc đó là mình còn đang làm đó nha, là người ta ngồi người ta giác ngộ cho mình luôn. Dạ. Giác ngộ cho mình luôn rồi tới chừng nào cái đoạn đường của Tư á là đi ra ngoài này là đi một thẳng một đường đi là đẳng nó mới tới có đường quẹo. Thì như vậy thì đi ra đường thì mình mới kêu cái đường nó hơi khó, mới sai lính đi ra coi coi hai sư đi, hồi đó kêu người ta bằng thầy không à, không có kêu bằng sư. Đi ra coi hai thầy đi im không, bị cái đường nó hơi khó. Đi ra đâu quá nữa, mất thì ổng đâu mất tiêu rồi. Trời ơi. Là mất không, nhiều người mất lắm. Giống như bí mất tiêu hả cô Tư? Mất tiêu. Như, không phải làm như vậy đó, đặng cho mình sợ rồi mình hết hồn rồi mình mới nghỉ. Giống như những chư thiên giả đúng rồi. Giả làm những vị thầy để đặng cho mình hết hồn. Thử lòng cô Tư. Mình đặng cho mình biết. Dạ. Đặng cho mình biết mình mới hết hồn. Chứ nếu mấy người đó mà đi bình thường là mình nghĩ như bình thường thôi, đâu có gì đâu. Dạ. Nè bây giờ không nói gì chứ hồi lúc mà tôi mới xuống ngày thứ 6. Dạ. Là đâu cỡ 8 giờ tối á. Là nhà ở ngoài ngoại là nó chuyển đồ vô cho con tôi. Nó đem vô cái máy niệm Phật Ba Gia vậy nè. Nó cho, nó nói nè Quanh ơi cho cưng cái máy nè, cho mẹ cái máy nè. Nhỏ nó nói tôi có hai mẹ, dâu á, tôi có hai mẹ, mẹ chồng, mẹ vợ. Bây giờ cho mẹ nào, nó cho mẹ chồng. Thì Quanh tôi nó lấy vô, rồi nó bán tới chừng nào đóng cửa vô mở coi coi cái gì. Dạy mình tu với Nam Mô A Di Đà Phật không? Dạy tất cả những điều tu nha. Rồi bên Đức Phật Thầy Tây An, Đức Bổn Sư, Đức Phật Thích Ca, rồi Đức Quỳnh Giáo Chủ là toàn bộ hết. Bắt đầu con tôi nó nói tới mời tôi xuống là khiến gì á, thì mời tôi đi xuống. Thường thường là một tuần mới xuống, bữa đó là mời đi xuống. Lúc đó là còn bán quán đó, rồi bắt đầu người ta kêu mình nghỉ, mình chưa có nghỉ. Như vậy là đi xuống cái nó nói mẹ ơi, bây giờ... không để nhận lớp cũng hơi kỳ, cũng như là cái ngày đó dự định là người ta quá phiên rồi, là ngày 27 Tết là ngày đó quy y nha, thì cái ngày đó hình như là ngày 22 hay gì đó là người ta cho cái máy. Bắt đầu tối nó bắt lên thì mời tôi đi xuống, nó nói mẹ ơi sao mà cái anh đó anh nói vợ anh gửi cho mẹ cái máy mà con với anh thì không từng quen. Ủa? Mà bây giờ cho cái máy mà con đem vô con bắt không có ca nhạc mà không có cái lương không gì chứ toàn là dạy tu với niệm Phật không. Tôi nói đưa đây cho tao. Thì tôi đi về chảnh tôi cũng lo nhà cửa rồi kia. Đặng ngày mai có khách đặng quy y. Vài bữa có khách quy y thì bắt lên đó, thì toàn là dạy tu không. Thì tôi cũng nghe từ nghe cái máy đó đó nha. Nghe tới hình như là một ngày một đêm mới hết. Ôi. Cái thẻ đó nó dài vậy đó. Dạ. Cái thẻ nó dài lắm. Thì cái máy đó đó không phải là ở trong Việt Nam mình có. Ở nước ngoài á. Dạ. Ở nước ngoài á, người ta mới gặp thầy hay gì đó, người ta mới nguyện với thầy là khi mà bây giờ người ta đã như vậy rồi thì người ta mới mua máy, rồi người ta để cái clip đó vô, người ta mới gửi về Việt Nam cho Việt Nam tu. Yeah. Thì Tư nhận được cái máy đó. Yeah. Còn cái vấn đề mà để nói mà gặp chư thiên hay là gặp này kia hồi lúc, bởi vì bây giờ mà ai mà nói hiện tại bây giờ nếu mà mình tu được 5 năm 10 năm ăn lên mà mình tu chính ở đề tài. Yeah. Không bao giờ nằm bao thấy Phật.
Nếu cái người nào mà nói tôi nằm chim bao thấy Phật là trừ giá, thí dụ 100 người chỉ được có 10 người thôi. Dạ. Nha. 100 người là những người được có 10 người là những người đó là cao nhân. Dạ. Cao nhân là những hẳn như là mấy người đó là lão đó. Mấy ông cụ ha. Mấy ông cụ đó. Dạ. Người ta tu chân chính đó. Dạ. Cho nên đó là cái đó là không cái đó là không có còn là nằm chim bao, mà hình như là cái đó là người ta đã muốn huệ hoặc là ân trên đó, mượn cái khẩu của người ta. Chứ còn nếu mà tu 5, 10 năm, 5, 3 năm mà nó nằm chim bao để đừng có nghĩ. Không có đâu. Tôi 7 năm nè. 7 năm nè, 7 năm liền ha, là tôi nói với đệ ha, 3 năm đầu tiên nằm chim bao liền liền luôn. Tới chừng qua năm 7 năm sau rồi không nằm chim bao thấy gì nữa, nhưng mà thấy thực tế. Thấy thực tế luôn thực hả? Thực tế không? Dạ. Thực tế không? Bây giờ tôi nói thiệt với đệ đó ha, tôi nói cái gì tôi ước hiện tại bây giờ, nếu tôi ước cái gì trong vòng 3-4 ngày là có cái nấy. Bây giờ ha, đây đây, ở trong thành viên tôi là 5 người chạy mạch, trong khi đó cả chị của 6 này đó nè, là chị thứ hai đó. Thí dụ ngồi về nè, tôi nói chàng ơi, nhưng mà cái lòng mình, cái tâm mình quyết nha. Chàng ơi, chàng ước gì lát nữa tôi nhờ người đó vậy vậy đó, mà làm sao đi bây giờ, thì chút xíu gì người đó tới đó. Bây giờ á. Ôi, linh gì đó cô. Bây cô giờ tư. Đó tôi nói dạ. Thiệt với đệ, không bao giờ tôi nói láo một tiếng nào hết. Dạ. Đây là chị của người này, rồi lính của tôi luôn, là muốn tôi nói cái gì là chúng y cái nấy đó. Dạ. Mà tôi cầu tôi muốn cái gì đó là tí tắc. Tí tắc là phải đối diện được. Nhưng mà cũng như không phải cái người ác như tôi mà vậy. Cũng như nãy giờ tôi cũng nói với đệ tài là nhiều đời nhiều kiếp của tôi còn là một mớ. Dạ, cái phước mình còn hả cô còn, Tư? Dạ. Rồi hiện thời bây giờ đó là tôi đã giác ngộ thành tâm một mớ. Cái miệng tôi lia lịa chứ cái tâm tôi nó không có như vậy. Dạ. Cái tâm tôi không tại có ngày vậy. Xưa mình buôn bán mình phải trao đổi với khách hàng đúng không cô Tư? Nó vậy đó. Dạ. Nhưng trong tâm tôi nó khác. Nó vậy đó. Chứ không phải cái miệng tôi như vậy mà tâm tôi giống như cái miệng đâu. Quý vị đừng có nghĩ rằng xuất hình tại ngoại nha. Dạ. Không. Đối với người người khác thì tôi không biết sao, còn đối với tôi cũng cho chị em anh em biết là nói gì gì đó, cái tâm tôi nó khác. Dạ. Thành ra quý vị làm phải đi, là quý vị phải được tội nguyện hết. Cái gì đó. Cái những năm trước mà cô vừa tu á là cô nằm mơ thấy những gì vậy cô Tư? Lúc đó tôi không có nằm mơ, tôi nói tôi không có nằm mơ. Không nằm mơ ha. Không, cũng như thí dụ bây giờ đi, bây giờ có ơn trên, thí dụ mình nói thí dụ đi ha. Thí dụ có ơn trên đó là hợp với đệ sáu đi, hợp với sáu năm đi. Cái tôi ngồi với y vậy nè, cái bắt đầu y nói à. Y nói ngay 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 cũng như là coi bói mình từ ở trong bụng mình ra rồi phiên mình cái này cái kia vậy đó. Dạ. Rồi tới chừng hỏi lại thì người này không biết gì trơn. Thì có cái đó có, không có nằm chim bao. À. Bây giờ cũng vậy đó, chỉ là có nằm chim bao thấy thuốc là có nha. Thấy thuốc hả? Thuốc. Rồi trong nhà của cô Tư có ai bị trả nghiệp giống cô Tư không cô Tư? Thì có, bây giờ có nhỏ con gái đó với ông chồng. Dạ. Ông chồng ông bị trả nghiệp ông đi rồi. Ông chồng của cô Tư bị trả nghiệp hồi đúng không? Hồi xưa đó là khi mà cắt cổ con gà đó là Tư đạp bên đây cái giò, đạp bên kia cái giò, đạp bên đây cái giò, bên đây cái kia cánh. Rồi Tư cầm con gà vậy nè, Tư cắt cái cạch, cắt cho nó lẹ, đếm cho nó đau tội nghiệp nó. Cắt cho nó lẹ lẹ đi cái nó dậy cái nó gãy hai cánh cốc cốc. Nha, thì bây giờ tôi được như vậy. Còn ông xã đó, ông cầm cái con gà vậy nè, ông khứa một cái nhẹ nhẹ vậy ha, cái lá ông khứa một cái nữa, ông khứa nhẹ nhẹ cho cái lỗ chỗ cổ con gà nó đẹp. Cho nên khi trước khi đó đó, ông sẽ bị trả nghiệp để biết ông bệnh ha. Người ta lấy cái dao mà cái dao thái mà nó nhỏ mà nó dài vậy nè, ta đâm vô ngay chân ba sườn của ông á, đâm rủng vô mà trúng ba sườn, ta quay qua quay lại kịch 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 ở trong. Trời ơi, ghê vậy cô Tư. Thì hồi đó ông cắt cổ con gà mà ông hoa cái lỗ, cái cần cổ con gà đẹp, bây giờ sao là cái này y răng vậy, 3 lần. Cô Tư nói là cô Tư bẻ cánh con gà, cho nên là cô Tư bị té xe gãy hai cái cánh vai luôn. Đúng rồi. Giống như con gà vậy đó. Cô Tư không có bẻ cánh mà cô Tư cầm hai cánh gà rồi cô Tư đạp vậy nè. Dạ. Cầm đầu con gà vậy nè, bên đây vậy nè là con gà nó gãy. 10 con là nó gãy hết 10 rồi. Dạ. Sao kỳ vậy đó. Dạ. Nó gãy hết trơn. Con nào nó cũng gãy cho nên bây giờ cô Tư bị hai cái này. Dạ. Biết không? Dạ. Còn hai cái giò cô Tư đạp nó thành bây giờ cô Tư bị hai cái giò. Rồi ôi bị hết trơn luôn rồi. Bị hết trơn. Còn cái mà mình chặt đó, mình mình chặt là mình bị cái này. Dạ. Bị cái ba sườn. Chặt là bị ba sườn. Chặt là bị ba sườn. Còn hiện tại bây giờ mà mình bị nhức cả cơ thể là để biết cái gì không? Nhức cả cơ thể là con cá lóc chiên xù. Thì
Thì tôi cũng lên thông báo với quý vị trong và ngoài nước. Tuy rằng nó còn giờ thiệt, nó không biết nói, nhưng nó cũng vẫn biết đau. Yeah. Còn cá lóc khi mình đập rồi đó, nó không có chết liền. Nó vẫn nằm như rung 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 về hoài. Bắt đầu mình bắt cái chảo dầu nóng thật là nóng, mình thả nó vô, đặng nó xù lên. Thì trong khi đó bây giờ tất cả cơ thể mình đều đau đều nhức hết. Uống thuốc không bao giờ hết. Nếu mình niệm Phật thì nó được quên, hết niệm Phật đau trở lại. Chàng uống thuốc không hết đâu đệ ơi. Dạ. Nó vậy đó. Có nghe nãy giờ cô Tư nói tắt hết, cái con chưa có hiểu. Nãy giờ cô Tư chia sẻ khúc sau này con mới hiểu là dạ. Cô Tư trải nghiệm là như thế nào á. Nó vậy đó. Thì ghê quá cả nhà. Nó vậy đó. Thì cũng như là hai cái giò cô Tư đạp nó, thì bây giờ hai cái giò cô Tư gãy. Ha. Dạ. Mà phải gãy gãy hai cái giò không sao, gãy hai chỗ đâu, gãy tới ba bốn chỗ. Chàng ơi. Còn cái tay này nè, cái tay này cầm cái đầu của nó nè. Yeah. Là nó gãy cái lóng này. Còn khi mà nó gãy hai cái cánh á, thì bây giờ hai cái này gãy. Yeah. Nó. Còn cái này là mình chặt nó nè. Cái bà sườn là mình chặt. Còn bây giờ cả cơ thể mà nó nhức, nó đau đó, nó tê, nó đồ đó, quý vị đừng có nghĩ rằng mình bị tĩnh mạch, nghẹt tĩnh mạch hay là thoát đĩa đệm này kia. Nó khiến mình gì đó. Tại vì hồi đó mình làm ba cái con cá mà mình có ngừ thì cạo nhớ, rồi có ngừ thì cũng như tôi chiên xù đó, thành ra bây giờ nó bị ảnh hưởng gì đó. Lúc đó cô Tư chiên xù một ngày bao nhiêu con cá lóc vậy cô Tư? Bây giờ cô Tư cũng không biết nhiều nói nữa. Nhiều lắm hả cô Tư? Tại vì một bàn nhiều khi người ta ăn ba bốn con. Chèn ơi. Còn gà nhiều khi một bàn ăn cũng ba bốn con. Dạ. Còn càng cua đó là mua rồi là bẻ càng chứ không lấy mình. Nó là một ngày để biết như là cả chục ký càng cua, mười mấy ký càng cua là bao nhiêu cái con, là sự đau đớn của người ta. Dạ. Khi mà mình sửa soạn bắt con cua đó, tôi nói vậy nè, con cua là nó là một cái con vật dưỡng nhân. Tôi nghĩ vậy đó. Bây giờ để tao coi, tao làm cho tụi bay coi nha. Tôi bắt con cua xuống tới đây nè, tao sắp sửa bẻ càng mày. Nó chạy coi bằng túi bụi tùng bùng. Nó bò ngang bò dọc, nó bò ngang bò dọc, nó chạy dẫn nghe được hết cô Tư. Nghe. Con gà cũng vậy, nó gà đứng đây nè. Thì Thách nói giờ tôi ăn gà đó là nó chạy mất tiêu rồi đó. Rượt thấy mồ tổ luôn đó. Cô Tư rượt luôn. Rượt. Dạ. Thì được nó cho người ta mới chịu đó. Dạ. Nói vậy đó. Thì dạ. Bây giờ tất cả những cái gì cũng trải nghiệm. Vậy đó. Dạ. Bây giờ cô Tư thấy mình không có sát sanh rồi mình ăn chay niệm Phật. Bây giờ mình thấy tâm hồn mình khỏe lắm hả cô Tư? Thôi cô Tư nói thiệt tình với đại tài á. Bây giờ cô Tư mà đi qua bên chợ, tại vì nhà cô Tư đối diện với chợ. Dạ. Sáng bữa nào cô Tư cũng qua nhìn hết chứ. Không phải gì mình nhìn mình qua mình coi như thế nào. Nếu nó hợp tình hợp lý mình có thể phóng sanh giùm cho nó. Còn nếu nó không hợp tình hợp lý thì cái đó là chẳng qua là cái số. Hợp tình hợp lý là như thế này. Cái người này lâu lâu người ta đi bán một lần, mình mua, mình phóng sanh. Còn cái ông này ông bán mỗi ngày, mình mua mời ông mua nữa, ông đem gì ông bán nữa. Cho nên bữa nào Tư cũng đi qua bên chợ. Nói thiệt với đệ đó, từ giờ Tư thấy con cá nhỏ Tư tỷ cũng như là một đứa bé nhỏ. Con cá trọng trọng, cái người hơi lớn lớn 7-8 tuổi. Cá bự Tư nghĩ đó là một người già. Tư cảm thấy Tư xót xa lắm. Yeah. Xót xa. Còn thí dụ bây giờ Tư đi qua mà Tư nhìn mà Tư thấy người ta chặt thịt heo, Tư tỷ lát nữa mình chết mình nằm người ta cũng chặt vậy đó, đâu biết gì đâu. Dù tại sao mình để vô họng mình ăn nó, thì tất cả những cái này chẳng qua là cái mùi tanh thôi. Nhưng mà tại sao mình không có bỏ được thì thôi, bây giờ của ai thì nấy biết chứ, cái duyên ai nấy gặp chứ, mình biết sao giờ. Dạ. Nhiều khi mình nói người ta nói tao không đủ duyên. Dạ. Nói vậy đó. Lúc nãy cô Tư nói có nhắc tới thầy của mình, cho con hỏi là cô Tư theo đạo Phật mà ông thầy là ai vậy cô Tư? Tư theo Đức Huỳnh Giáo Chủ. Dạ, Đức Thầy hả cô Tư? Đức Thầy. Dạ. Theo Đức Huỳnh Giáo Chủ. Coi như là Tư nói thiệt với đệ đó ha. Thấy thầy á là Tư thấy được hai lần. Cô Tư thấy Đức Thầy luôn? Thấy Đức Thầy hai lần là cho Tư đi hai bài thuốc. Dạ. Nha. Dạ. Là không phải tại vì một bài thuốc mà hai lần. Nha. Dạ. Một bài thuốc mà hai lần, tại vì lần đầu tiên là Tư không có tin. Tư nghĩ rằng Tư nằm bể Tư mơ thôi, Tư không tin. Qua cử sau nữa là Tư thấy rõ ràng là cũng tiếp tục hai ngày đi đâu. Cho nên Tư mới tin. Nó là thấy Đức Thầy hai lần. Còn cái chuyện mà nói chuyện với này kia kia nọ mà Tư khả nghi ha, là Tư tự nói chuyện. Nói thiệt với đệ bây giờ là Tư chẳng bớt lại rồi đó. Tư nói gì nè, bây giờ đó cao nhân nhiều lắm. Mình để cho cao nhân người ta sẽ làm việc cho là chị em anh em. Còn mình là cũng như là còn đang tu tập mà. Mình còn là cái người quá tiểu lá quá, cũng như là con nít đó. Thành ra thôi để không có quan tâm vấn đề đó.
cũng như chưa giờ tôi nghe nói là bên gì ta, nhiều quên này, nói bữa 14 rồi nè, là ngày hôm qua đó, là tấu trời tấu đất đó. Dạ. Bữa hổm tôi có lên, tôi có nói ai biết ngày dự hội Long Hoa, ai biết ngày nào mở hội Long Hoa. Đúng, tự nhiên cái nói ngày 14 tháng 10 này là tấu trời tấu đất nè đó. Dạ. Thành ra tôi nói thiệt với đệ đó hen, tôi không có nằm chiêm bao thấy thầy, tôi không có nằm chiêm bao thấy thầy, mà nhiều khi tôi nằm tôi mơ mơ màng màng rồi tôi tự suy nghĩ ở trong cái cuốn giáo lý á, những cái lời thầy nói là tôi nghĩ đó là thầy nói, chứ tôi không có nằm chiêm bao. Từ hồi đó tới bây giờ chỉ có 2 lần, là ngày hôm qua nằm, bữa nay nằm liên tục đó. Là cái bài thuốc mà lúc đó ông này ông bệnh đó, ông bệnh ông mệt là chứ tôi không mệt, lâu chưa cô, cũng lâu rồi, cũng mấy năm, lúc Dượng Tư còn sống là mấy năm rồi. mấy năm hả cậu Tư? Dượng Tư đau mệt lắm, uống thuốc không hết chứ thuốc không hết luôn, Dạ. nhưng mà ông dẫn ra trước ngồi đang coi chừng tiếp con. Thì Tư nằm ở trong phòng, Tư mệt, Tư đi bữa đó Tư đi làm bệnh hay gì đó về, Tư mệt Tư thấy thầy vô, ông dán cửa phòng cho ông có vô phòng nghe, ông mở cửa phòng ra vậy nè, ông nói vậy nè, ông nói ngang ngang vậy đó, ông nói đi ra ngoài á, bứt 3 7 lá xài, 7 lá ổi, 7 lá mít, đi vô rửa sạch đi rồi nướng héo héo rồi để vô lít nước nấu cho nó uống, nó mệt nó thở dốc hôm trước kìa. Cái tôi mở mắt ra tôi dòm, tôi kêu thầy ở thầy, tôi kêu rõ ràng luôn nha, Dạ. tại vì lúc đó tôi không có ngủ, tôi mơ mơ màng màng, tôi nằm mệt rồi cái gì tôi thấy rõ ràng là thầy, tôi lồm cồm tôi ngồi dậy thì tôi kêu thầy, thầy thì tôi không thấy thầy nữa, thì tôi mở cửa ra vô, tôi chở vô tôi nằm lại thì tôi cũng bỏ qua một bên. Dạ. Thì ổng ở đằng trước ổng cũng vẫn vậy luôn, thì qua bữa sau tôi nằm thấy thầy, tôi thấy này, lúc đó là nằm mơ thấy thầy ở đằng trước đi ra, tại mình có thờ ảnh thầy, Dạ. thấy thầy đằng trước đi ra đi vô trong bếp, thầy nói kêu đi hái 7 lá xài, 7 lá ổi, 7 lá mít nướng đi, rửa sạch nướng để vô lít nước nấu cho nó uống để cho nó mệt hoài. Thì tôi mở mắt ra, tôi dòm thấy thầy rõ ràng luôn, Hồi thì ôi. là bắt đầu tôi im tôi không nói gì trơn á. Dạ. Thì sao mà tôi đi qua bữa sau, qua một ngày sau là ngày thứ ba nữa, cái anh ba bên sát bên á, ảnh qua ảnh mới nói là ảnh bệnh vậy vậy đó, tôi mới nói anh ơi tôi nằm bao tôi thấy vậy đó, mà tôi mơ mơ màng màng chứ không phải thấy, mà bây giờ anh thấy làm sao. Ông nói sẵn tôi mệt nè, tôi đau bệnh giống bà nằm bao thôi, bà đi bước đi, là anh ba kêu tôi cùng bà nha, kêu bà Tư không, bà Tư đi bước đi rồi cho tôi với ông Tư uống coi. Nó thì có 2 lần đó là tôi thấy thầy thôi, còn nhiêu là từ hồi đó tới giờ tôi không có thấy, Dạ là cái căn bệnh là bệnh gì cô Tư? là mệt mệt đó. Bị mệt trong người Là ha. hảo hảo mệt đó, Thở không được ha. hảo hảo mệt mệt hoài, cũng như là mình bị gió nhập mình kia cái nọ, là ông muốn là không thấy khỏe luôn đó. Dạ. Ừ Dạ. vậy đó. Cô Tư con cũng làm thầy rồi hỏi làm sao, con lấy viết con ghi vô rồi ai đau đau mệt mệt con cũng y đan vậy đó. Dạ. Nó thì nói thiệt với thầy với đệ, đệ hỏi tôi có nằm bao thấy, tôi không có nằm bao thấy mà toàn là tôi chứng kiến cảnh vậy đó. Cũng như thí dụ không phải là người đó là người ta xưng với mình như cái, cũng như là khiến cái khẩu á người Dạ. ta nói với mình vậy đó. Dạ, thì chắc cũng giờ này cũng tối rồi, video cũng dài rồi. Con cảm ơn cô Tư rất là nhiều đã chia sẻ cho anh em con những câu chuyện tâm linh, những câu chuyện nghiệp báo về cái công việc của cô Tư là đi làm gà và mở cái tiệm rất là lớn. Đến đây con cảm ơn cô Tư. Chúc cô Tư sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại cô Tư ạ. Dạ, cho tôi Dạ. chào các đệ. Dạ.